Và nếu như mà họ muốn đi chính mũi tăng cường rồi thì không biết anh Chí có thể chia sẻ cho mọi người được biết là có những cái nguồn nào hỗ trợ gì để giúp cho mọi người để được đi chích vaccine một cách dễ dàng hơn. Xin mời anh Chí ạ. Okay. À, nếu như mà thời điểm này thì mình cái đó là Hoa Kỳ mình rất là hên là mình có một cái lượng vaccine nó rất là dồi dào so với những nước khác. Thì khác với cái thời điểm ban đầu, bây giờ vaccine của mình có rất là nhiều, có gần như là mọi nơi, mọi mọi lúc luôn đó. Thì nếu mà ai chưa chích vaccine mà đổi ý muốn đi chích vaccine để bắt đầu chích đó, và ai muốn chích mũi tăng cường đó, thì mình khuyên là cái nơi đầu tiên mình nên thử đó là cái nhà thuốc CVS hay là Walgreens. Là vì những nhà thuốc đó họ có cái nguồn vaccine, họ có rất là nhiều nguồn vaccine, cái dễ dàng lấy hẹn và thuận lợi cho mình, là tại vì họ coi như là CVS hay là Walgreens nó có mọi nó khắp mọi nơi, mình gần nhà mình chạy đó chứ cũng phải có một vài cái đó. Thì nếu như trong nhà thuốc đó mà họ có người Việt đó, hay là người nhà mình có người Việt đó, một đó là mình có thể lên online mình đăng ký. À, tại vì họ khuyên là nên đăng ký chứ đừng có nên walk-in, lỡ walk-in ngày đó không có đủ vaccine thì mình tốn thời gian đó. Thì cái việc đăng ký nó rất là dễ dàng, tốn chừng 5 phút thôi. Nó chỉ hỏi thông tin mình là tên, ngày sanh, lần chích cái mũi cuối cùng là lần nào. Rồi và tất nhiên á, nó cũng hỏi mình câu là bạn có bảo hiểm hay không, thì bạn cũng có thể trả lời là không, là tại vì vaccine COVID á, làm 100% free, được chính phủ liên bang bảo trợ, cho nên nó, nhà thuốc không có quyền đòi hỏi tiền bạc từ các bạn. Đó. Thì đó là cái lời khuyên của mình là nên xin nhà lên đi nhà thuốc. Còn không á, mình cũng đến những cái cơ sở y tế, là tại vì mình biết những cái cơ sở y tế của thành phố họ thường hay sắp sắp đặt những cái trụ sở chích á, mà nó cố định là cứ là thứ hai tới thứ sáu tại điểm đó có thể bước tới để mà chích, thì rất là dễ dàng. Cho nên á, cái việc mà nói là tôi không có thời gian đi chích hoặc là tôi không tìm chích, thì bây giờ nó cũng là hơi là khó tin, là tại vì bây giờ vaccine nó tràn gian đại hải rồi, nên mình ra là mình làm thấy liền thôi. Cái vấn đề là mình có muốn hay không thôi. Nếu bác lớn tuổi thì không chích được á, có thể liên lạc với nhân viên y tế họ tới tận nhà họ chích cũng được đó. Thì đó là gì mình muốn nói. Dạ, rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh Trí và cũng rất là cảm ơn những nhân viên y tế cộng đồng như anh Trí đã rất là tận tình, đã rất là kiên nhẫn để đến thuyết phục, tuyên truyền, giáo dục, đưa thêm thông tin cho những người trong cộng đồng mình. Và không chỉ riêng anh Trí đâu quý vị, chương trình hôm nay cũng không nói không biết cũng được tài trợ bởi hai tổ chức VAR và tổ chức NEMS. Thì hai tổ chức này cũng là những cái tổ chức hạt nhân trong cộng đồng người Việt ở Cali và họ có những cái hoạt động giúp mọi người hiểu thêm về vaccine, ví dụ như là cái tờ áp phích mà mọi người đang thấy ở trên màn hình đây. Họ có thông tin bằng tiếng Việt, thông tin đi chích như thế nào, nếu như không hiểu thì phải gọi điện cho ai. Như vậy thì những cái hoạt động này rất là bổ ích cho cộng đồng mình, bởi vì bảo Trân biết là có nhiều người họ mặc dù ở Mỹ lâu hay là ít hơn nhưng mà không phải ai cũng tiếng Anh giỏi và họ có những cái hiểu biết chính xác, cho nên là những cái hoạt động của những tổ chức như vậy là rất là thiết thực, rất là cần thiết cho cộng đồng mình. Và Bảo Trân cũng xin được mời quý vị cùng xem một cái đoạn video clip rất là ngắn thôi về tổ chức NEMS. Thì trung tâm y tế Đông Bắc đó, hiện chúng tôi đó đã có 60 bác sĩ để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng mình, cho mọi lứa tuổi, bao gồm nội khoa tức là chuyên khoa về sức khỏe người lớn, hoặc là nhi khoa tức là khám định kỳ cho các trẻ em, sản khoa và phụ khoa. Ngoài đó chúng tôi vẫn còn có nha khoa, nhãn khoa và nhà thuốc, phòng xét nghiệm máu và dịch vụ mà quang tuyến và phóng xạ nữa. Và chúng tôi vẫn có các chuyên khoa khác và các dịch vụ mà phụ trợ để chăm sóc cho những người khi mà cần thiết, cũng như là khoa tim mạch, khoa nội tiết, khoa tiêu hóa, dịch vụ tâm lý và hành vi, các dịch vụ xã hội và giáo dục sức khỏe. Thì hồi nãy em nghe anh nói là bên của anh là đặc biệt là để phục vụ những cái
mình mạnh hơn á, mình giỏi hơn là tại vì mình có nhiều những cái service để mình phục vụ, tất cả những cái dịch vụ để mình phục vụ những cái người sắc dân thiểu số và không nói tiếng Anh, hoặc là mình có insurance ít đúng không, không có insurance, hoặc là insurance của mình không tốt đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Thì nếu mà một người thí dụ như một người một cụ già cao niên người Việt muốn đến muốn tìm đến chỗ của anh để mình có thể chích vaccine thì họ sẽ phải làm gì anh? Thì họ có được sự cái giúp đỡ không ạ? Dạ được, thì mọi người đó đều có thể gọi chúng tôi theo số 408 573 9686 để đăng ký và đặt hẹn cho tiêm chủng vaccine. Và ngày giờ hẹn cho cái vaccine đó hiện nay đó là mỗi thứ hai, thứ tư và thứ sáu, từ 2:30 đến 4 giờ, đến 4 giờ chiều, tại địa điểm 1870 Lundy Avenue. Hoặc có thể lên lên đăng ký trực tiếp tại máy kiosk của tụi này, tại ngay trung tâm của tụi này luôn, và đặt hẹn tại chỗ để được vaccine. Nếu mà có người trợ giúp trong gia đình á, mà có thể sử dụng đăng ký trực tuyến á, thì tụi này cũng có một thiết bị cho quý vị đi đăng ký trực tuyến tại trang web của tụi này, tức là https 2. Names.org. Và cũng muốn quý vị biết là hai thiết bị này đó đều có sẵn các ngôn ngữ khác như là tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Hoa để giúp cho quý vị. Thì ví dụ như là một cái cô chú bác cao tuổi nào mà ở vùng San Jose đến cái phòng mạch ở đường Lundy đi, là họ có người nhân viên nói tiếng Việt ở đó giúp họ hết tất cả mọi thứ. Dạ luôn anh chị. Vâng, và hy vọng thì qua cái đoạn video clip vừa rồi thì quý vị cũng được biết thêm một chút về thông tin về những tổ chức mà đã tài trợ cho Không Nói Không Biết hôm nay. Và hy vọng nếu quý vị ở cái vùng San Jose, San Francisco, vùng vịnh Bay Area hay là ở bang Cali thì quý vị sẽ dùng những cái dịch vụ của những tổ chức này ha.